Và Nhi cũng nói luôn là với quý vị, thường cái môn học này rất là nghiêng về tâm linh nha quý vị. Quý vị tin hay không, đó là quyền quý vị. Và quý vị muốn thử nó có thật hay không thì hãy thử, rồi mình sẽ biết nó là thật hay là giả. Và cái chuyện tâm linh đó là nó có hai cái hướng, cũng như là nó có mỗi mỗi cái khẳng định suy nghĩ của mỗi người. Tâm linh là có, chứ quý vị đừng có nghĩ là nói tới chuyện tâm linh là quý vị nghĩ rằng là nó mê tín dị đoan, không phải nha. Về cái vấn đề tâm linh nó khác với cái mê tín dị đoan nha quý vị. Mặc dù dị đoan cũng nói về cái phần tâm linh, nhưng mà cái mê tín dị đoan á, nó có một cái là ví dụ như ai tin cái điều gì đó mà tin thái hóa quá hoặc là tin mê muội quá thì chúng ta gọi là mê tín dị đoan. Thì cái mê tín dị đoan là nó là như vậy quý vị. Chẳng hạn như quý vị cúng nhiều, giải sao cúng hạn nhiều, thầy bà nhiều, gõ chuông tụng kinh gõ mõ nhiều, rồi xem bói nhiều, đi đền chùa nhiều. À, ví dụ như chúng ta hay đến đền, chúng ta gọi là cúng trên đền, rồi chúng ta phát lộc để chúng ta có lộc, để chúng ta gặp may gặp mắn, rồi để chúng ta được cái này được cái kia. Mà một khi mà chúng ta tin thái hóa, có nghĩa rằng chúng ta phải cúng cái đó để chúng ta đạt được cái việc đó, thì cái đó là mê tín dị đoan. Tại vì sao? Tại vì mà mình muốn đạt một cái việc gì đó cho mình á, thì mình hãy thật tâm và thành tâm và làm đúng và đi đúng với tâm nguyện của mình, không lừa lọc, không sai trái. Thì cái đức tính của mình á, với cái tâm nguyện đó, thì bề trên ông bà cha mẹ của chúng ta, là tổ tiên của chúng ta, là những cái linh hồn, những cái hương linh, gọi là những cái tâm linh, họ sẽ giúp chúng ta chuyển hướng cũng như là chuyển đổi cho chúng ta gặp may mắn trong công việc, gặp cơ hội để đến với cái công việc đó, cho chúng ta thực hiện được cái ước mơ. Đó là một vấn đề. Còn nếu vấn đề thứ hai, chúng ta lạm dụng vào đó, chúng ta tin tưởng vào đó. Chẳng hạn như chúng ta đến đền cúng rất là nhiều mâm, nhảy múa ca hát tung tóe trên cái đền. Thật sự đó là một cái gọi là một cái phải phải nói là cái tà gọi là tà tâm chứ không phải còn tâm linh nữa. Cái đó Nhi gọi là tà tâm chứ không còn tâm linh nữa quý vị. Tà tâm là sao? Những cái con người mà có cái tâm địa tham lam, những cái con người mà có cái tâm tà, không có cái trí, không có cái sáng suốt, không dùng bằng cái tâm sáng suốt của mình mà mơ 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 hồ, mơ ảo để đi cầu nguyện, để biến thái cái tâm linh đó thành một cái tà tâm, và biến thái cái tâm linh nó thành cái tâm tà, thì làm cho cái phần tâm linh nó bị ảnh hưởng đến gọi là mê tín dị đoan, gọi là xấu xa, quái dị hoặc là quái thai. Thì quý vị có thấy những cái đền chùa, những cái đền bây giờ người ta cúng rất là kỳ cục,